Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Cơm gà ánh trăng tập 3. Công ty Bé Thỏ đang bàn về dự án Marina Food Court, là một dự án quy mô vô cùng lớn mà chính phủ Thái Lan và các doanh nghiệp đang thực hiện. Nhưng do Covid-19 và tiến triển di rời đền bù chậm nên chưa thực hiện xong, công ty quyết định sẽ cử Bé Thỏ thành lập một đội mới đi theo xúc tiến để dự án được thực hiện đúng tiến độ. Thấy dự án bao gồm luôn cả khu chợ và quán cơm gà ánh trăng thì Bé Thỏ tá hỏa. Bé Thỏ bắt đầu thấy lo lắng dùm cho anh chủ quán đẹp trai, ngồi đơ ra một đống. Thế là Bé Thỏ mặt buồn sụ, cùng phái đoàn công ty đi thị sát tình hình và tìm hiểu đàm phán với các cư dân còn lại. Tình cờ họ lại hỏi thăm đúng bà bán thịt gà mẹ thằng gái ba. Thằng gái ba thấy Bé Thỏ thì không vui, mặt cứ hầm hầm như ai ăn hết của. Chắc nó sẽ đi mét với anh chủ quán là Bé Thỏ nhà ta làm cho phía công ty di rời. Thằng Ly Minh và thằng Hớt cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e, hai đứa cứ xèo nẹo với nhau suốt từ sáng đến tối. Cả hai tình tứ, trao đổi với nhau rất nhiều về cuộc xuống của mình cho nhau biết, nhìn rất là ấm áp. Bé Thỏ tới quán làm như mọi ngày, nhưng hôm nay tự nhiên không vui, nhìn cảnh cái quán sắp bị tháo dỡ cho dự án mới, lòng của Bé Thỏ nặng trĩu. Thấy anh chủ quán xách cơm đi cho từ thiện ở chùa, Bé Thỏ bèn phụ anh chủ mang cơm đến chùa mà bỏ quán lại để cho một mình thằng Len coi. Thấy hai người tình tứ quá, thằng Len đứng từ xa hét lớn ước gì mình tên là Jim nhỉ, khiến anh chủ quán và Bé Thỏ vô cùng thẹn thùng. Sau khi mang cơm phân phát lại cho người đại diện làm công quả, Bé Thỏ và anh chủ quán cùng nhau vào cúng bái Phật xin cho mình có thật nhiều điều may mắn về tình duyên và gia đạo. Sau khi nói chuyện phím xong, Bé Thỏ hỏi thẳng anh chủ quán về chuyện tình cảm của hai đứa. Bé Thỏ nói không lẽ em không còn cơ hội nào luôn hay sao? Từ đây anh chủ quán mới kể cho Bé Thỏ nghe lý do vì sao mình không thể vội vàng chấp nhận tình cảm của ai nữa cả. Thì ra trước đây anh chủ quán có quen một người bạn trai lớn tuổi hơn mình, cả hai cũng từng đã tới ngôi chùa này mà thề non hẹn biển, sống với nhau trọn đời. Lúc đó anh chủ quán là một chàng trai mới lớn nên rất dễ tin người. Rồi cả hai hùng hạp mở ra quán cơm gà ánh trăng hoạt động cho tới bây giờ, cả hai sống với nhau rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ và cùng nuôi một em mèo rất là cool luôn. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua, ai dè đời không như là mơ. Một lần nọ anh chủ quán nghi ngờ là bạn trai mình thay lòng đổi dạ. Thấy tin nhắn của người lạ thì mở điện thoại người yêu ra xem, anh chủ quán tá hỏa khi thấy người yêu mình ôm ấp với một người phụ nữ khác. Người bạn trai về phát hiện anh chủ quán coi trộm điện thoại thì giả bộ không có gì, còn ôm hung thân thiết các kiểu. Sau đó nói là có việc nên sẽ đi vài ngày mới về. Nhưng từ sau đó thì anh ta không còn về gặp anh chủ quán nữa mà đi về quê lấy vợ, đẻ con. Buồn quá, anh chủ quán đành tháo nhẫn định tình của hai đứa ra và tự nhủ từ nay về sau sẽ không yêu ai nữa. Đó cũng là lý do mà anh chủ quán đã từ chối biết bao lời tỏ tình của các em boss dễ thương khác, trong đó có thằng gái Pa và Bé Thỏ nhà ta. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện của anh chủ quán, Bé Thỏ không khỏi hết sức là đau lòng. Rồi lại nghe anh chủ quán nói là rất yêu cái quán này, thì Bé Thỏ càng buồn hơn khi nó sắp bị giải tỏa. Ông chủ nhà qua ăn trực cơm gà không trả tiền, ổng còn báo với anh chủ quán là tình hình có thể phải giải tỏa cái quán cơm gà ánh trăng này luôn, khiến anh chủ quán vô cùng phiền lòng. Thằng Ly Minh về tới, thấy lão chủ nhà giàu mà tối ngày qua đây ăn trực thì ghét lắm, nó chửi Phong Long cho đỡ tức. Thấy thằng cháu mình giết không biết tôn trọng ai, anh chủ quán tiếp tục cằn nhằn nó, thì hai cậu cháu lại lớn tiếng với nhau. Khi biết cái quán sắp bị người ta lấy lại thì thằng Ly Minh ngơ người ra luôn, một nỗi buồn nhẹ hiện lên trên mắt nó. Vì thấy bức xúc trong lòng, Bé Thỏ quyết định nói với anh chủ quán hết về lý do mình đến quán ăn ngày đầu gặp nhau. À thì ra là Bé Thỏ đi thị sát địa bàn, nên tiện đường ghé qua quán cơm ăn vì thấy quán cơm review trên TV rất là nhiều, nhưng mà không ngờ lại trải qua tình một đêm với anh chủ quán, rồi đem lòng yêu anh hồi nào luôn thì không hay. Sau khi biết Bé Thỏ cố tình tiếp cận mình vì là nhân viên bên công ty làm dự án phố ẩm thực thì anh chủ quán rất là tức giận, kêu Bé Thỏ từ nay khỏi qua quán mình làm nữa, thế là từ đó hai người bắt đầu giận nhau. Chia tay với Bé Thỏ, anh chủ quán buồn lắm, hẹn thằng gái Pa ra uống vài lon cho đỡ buồn. Thằng gái Pa rủ anh chủ quán đi thả đèn hoa đăng với mình thì anh từ chối khéo, nói đó là mấy trò trẻ con nên mình không thích. Nhưng thật sự là anh chủ quán ngại đi với thằng gái Pa vì như vậy nó sẽ lầm tưởng là anh đã chấp nhận tình cảm của nó. Biết tin anh chủ quán đang lo lắng về việc muốn mua lại cái quán, thằng gái Pa gợi ý là để mẹ nó giúp. Lúc đầu anh chủ quán ngại lắm nên từ chối. Lát sau trước sự nài nỉ quá trời quá đất của thằng gái Ba, anh miễn cưỡng đồng ý vì anh không còn cách nào khác để giữ lại cái quán cơm cả.
Anh chủ quán cũng rất cảm kích tấm của thằng gái ba, thằng len trên đầu nhìn xuống. Thấy hai người này thân mật quá thì cũng cười thầm, nó tự hỏi trong lòng là ông chú mình chọn em nèo về làm bà chủ quán đây. Thằng Ly Minh học rất là bê bết, anh chủ quán bị giáo viên chủ nhiệm của nó gọi lên bán vốn. Thế là hai cậu cháu tiếp tục có màn cãi nhau nãy lửa. Anh chủ quán thì muốn nó đi học thêm để đi thi đại học, nó thì đòi đi làm, xuất khẩu lao động để kiếm thật nhiều tiền, chứ không thích như cậu nó, tối ngày phải bán cơm gà được có mấy đồng lãi. Cãi vã xong, nó tức quá tiếp tục lấy xe máy của thằng Leng mà bỏ nhà đi bụi. Tình cờ, bé Thỏ đang làm việc thì thấy thằng Ly Minh nên qua hỏi chuyện, thằng Ly Minh mới tâm sự hết mọi chuyện cho bé Thỏ nghe. Nó nói là muốn trải nghiệm cuộc sống, xem mình có thể làm được những gì để không hối hận khi về già. Bé Thỏ không khuyên nó mà còn ủng hộ nó nữa, có được sự ủng hộ của bé Thỏ nó rất mừng vì đã có người hiểu nó. Nó chào tạm biệt bé Thỏ rồi chạy qua nhà ông thị trưởng chơi với thằng Hớt. Hôm nay ba mẹ thằng Hớt đi ăn tiệc nên về trễ, thế là hai đứa bèn uống trộm rượu của ông thị trưởng. Hai thằng uống xong thì lấy nước trà đổ vào để ba thằng Hớt không phát hiện. Hai thằng cùng nhau với tay cất chai rượu vì kệ rượu quá cao, thế là tình huống đam mỹ lại xảy ra. Hai ánh mắt nhìn nhau hừng hực lửa tình bắt đầu cháy rực trong lòng hai đứa. Thằng Ly Minh đã xác định được chân ái của đời mình từ đây nên rủ thằng Hớt đi thả đèn hoa đăng chung. Vì điều kiện có hạn nên thằng Ly Minh tự làm cho thằng Hớt một chiếc thuyền hoa đăng có 102, dù không được đẹp lắm, nhưng với thằng Hớt được thằng Ly Minh quan tâm như vậy thì nó rất hạnh phúc. Cả hai cùng thả thuyền vào chiếc thau bé xíu tượng trưng cho dòng sông rồi bắt đầu cầu nguyện. Anh chủ quán rất lo lắng cho thằng Ly Minh, gọi điện cho nó hoài mà nó không bắt máy. Nghe tin hồi chiều thằng Minh có gặp bé Thỏ, bất đắc dĩ anh chủ quán đành gọi cho bé Thỏ để hỏi thăm. Bé Thỏ thấy anh chủ quán gọi cho mình thì vui lắm, mặc dù đang ăn cơm tối với ba, nhưng bé Thỏ vẫn kêu anh chủ quán ra gặp mặt, sẵn tiện giới thiệu luôn với ba. Tới nơi, thấy ông già vợ tương lai thì anh chủ quán trưng hừng, lễ phép chào hỏi. Thấy bé Thỏ thân thiết với ba thì anh chủ quán vô cùng ngạc nhiên, liền ra hỏi bé Thỏ bí kíp để về anh làm việc lại với thằng cháu Ly Minh mất dạy của mình. Bé Thỏ mới khuyên anh chủ quán mở rộng lòng mình ra, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của thằng Minh. Việc không học đại học giờ cũng là bình thường, đôi khi không học đại học làm lương còn cao hơn cả người có bằng đại học. Và anh nên tôn trọng suy nghĩ và quyết định của thằng Minh. Anh chủ quán thấy cũng có lý. Thấy anh chủ quán hết giận mình thì bé Thỏ vui lắm. Bé Thỏ cũng cảm nhận được mình phần nào có được tình cảm của anh chủ quán nên bèn rủ anh chủ quán thả đèn hoa đăng. Không từ chối như với thằng gái ba, với bé Thỏ thì anh chủ quán đồng ý ngay và luôn, còn nhanh nhẹn chạy ra xe lấy hai cái đèn hoa đăng mà con Greg yêu làm sẵn, khỏi mất công mua tốn tiền. Cặp đôi nhìn nhau đắm đuối rồi cùng nhau thả đèn, nhìn cứ như là một cặp vợ chồng thật sự vậy đó, rất là đẹp đôi. Sau khi thả đèn xong, thằng Ly Minh hôm nay ngủ lại trong phòng với thằng Hớt. Thằng Hớt vui như chảy hội vì hôm nay có trai ngủ chung, thằng Minh cũng vậy, cứ nhìn thằng Hớt mà mỉm cười túm tím. Còn bé Thỏ sau khi thả đèn xong thì về nhà trọ ngủ, mà điều hoang mang nhất là trên giường của bé Thỏ đã có thằng nào nằm chờ sẵn. Muốn biết người nằm trên giường bé Thỏ là ai? Các bạn hãy cùng đón xem review tập 4 phim Cơm gà ánh trăng trên phim 4G nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!